Bạn thân mến, hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây trong phần livestream này rồi. Không biết là các bạn đã quay trở lại cùng với chị chưa? Kem ơi, các bạn đã quay trở lại cùng với chị chưa nhỉ? Hiện tại chị đã đang có mặt ở đây rồi. Nếu như các bạn đã lên xem phần livestream ở trong buổi chiều tối ngày hôm nay rồi, ở trong buổi tối ngày hôm nay rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé. Được không nào? Hello các bạn. Xin chào các em. Xin chào các em. Các bạn đã lên chưa ạ? Xin chào Tuyết, xin chào em. Xin chào Nhật Vi. Xin chào Thanh Thanh. Trước mắt thành phố đã sáng lên, ta cứ lặng lẽ chạy thật mau, yêu thương chẳng nói được thành câu biết. Ok, xin chào em, hello Lan Anh, hello Thảo Hà. Hãy nước mắt của anh nhẹ nhàng đây, con tim này sẽ không xa rời. Hello Nguyễn Oanh, xin chào em. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng mình sẽ lại cùng với nhau đi tìm hiểu về một trong số những bài văn hay cùng với chị nhé. Được không nào? Em biết nơi phải đi, anh biết chỗ chú chân dọc đường để tránh cơn mưa ở đến cuối chiều. Vui buồn có nhau, thời gian để ta trưởng thành với nhau. Hello các em. Các bạn thân mến, rất vui vì ngày hôm nay được quay trở lại cùng với các bạn ở trong chuyên mục Mỗi ngày một bài văn hay của chị Hiên. Và ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về một cái đề bài liên quan tới bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu các bạn nhé. Đề bài của chúng mình như sau ạ. Cảm nhận của anh chị về đoạn thơ sau. Mình về, mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Mình về, mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Tiếng ai tha thiết bên cồn, bâng khuâng trong dạ bồn chồn bước đi. Áo chàm đưa buổi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Đó sẽ là cái đề bài mà ngày hôm nay chị em mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về một trong số những cái bài văn tham khảo. Và nếu như mà các bạn muốn tham khảo thêm nhiều những cái bài văn khác nữa thì có thể nhắn tin cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên để có thể sở hữu cái cuốn sách tuyển tập 40 bài văn mẫu trọng tâm của chị Hiên nhá. Được không nào? Tây Tiến chị đã ôn 2 buổi rồi nhá. Thế nên 2 buổi tiếp theo này chị muốn dành để ôn Việt Bắc cho các bạn. Ok không ạ? Các bạn thân mến, chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhá. Mở bài. Mỗi công dân có một dạng vân tay, mỗi nhà thơ thứ thiệt có một dạng vân chữ, không trộn lẫn. Đây là bài thơ vân chữ của tác giả Lê Đạt. Vân chữ ở đây chính là phong cách nghệ thuật của mỗi người nghệ sĩ. Được biết tới với hình ảnh của lá cờ đầu thơ ca cách mạng, Tố Hữu đi giữa làng thơ với một phong cách nghệ thuật độc đáo, không thể pha trộn, không thể tìm thấy ở đâu. Thơ Tố Hữu mang tính trữ tình chính trị sâu sắc, đậm tính sử thi và cảm hứng lãng mạn, kết tinh từ vẻ đẹp vân chữ của người cách mạng ấy, phải kể tới bài thơ Việt Bắc, khúc hùng ca, tình ca kháng chiến. Bài thơ này ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc từ 8 câu thơ đầu tiên. Mình về mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Mình về mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Tiếng ai tha thiết bên cồn, bâng quâng trong dạ bồn chồn bước đi. Áo chàm đưa buổi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay.
Các bạn thân mến, đó là cái phần mở bài của chúng mình ạ. Phần mở bài bắt đầu từ một cái đoạn thơ của tác giả Lê Đạt trong bài thơ Vân Chữ, và dẫn vào một cái vân chữ riêng của Tố Hữu trong làng thơ Việt Nam, và sau đó dẫn tới bài thơ Việt Bắc, rồi dẫn tới 8 câu thơ đầu tiên này. Được không nào? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đến với phần thân bài các bạn nhé. Phần thân bài của chúng mình như sau ạ. Nói về tiếng thơ Tố Hữu, nếu Chế Lan Viên từng tâm sự: thơ Tố Hữu là thơ của một con người biết trân trọng lấy đời mình, muốn làm cho đời mình trở nên hữu ích. Vậy thì ai kia còn phung phí đời mình, làm gì cũng được, sống sao cũng xong. Trong khi đọc thơ này, hãy bắt đầu thử dừng lại mà biết quý lấy đời mình, mà đem xây dựng nó. Thơ anh là lối thơ lấy cái đường đi toàn đời, lấy cái hơi toàn tập, lấy cái tứ toàn bài là chính. Anh là con chim vụ ở đường bay hơn là một bộ lông bộ cánh, tuy vẫn là lông cánh đẹp. Thì Xuân Diệu lại khẳng định rằng thơ của chàng thanh niên Tố Hữu khi ấy, từ trái tim vọt ra những tiếng thơ của chúng tôi, cũng lãng mạn như thể chúng tôi, nhưng là thứ lãng mạn khác, có nhiều máu huyết hơn. Thơ chúng tôi chỉ đập cho mở cửa trời, nhưng Tố Hữu thì mới có chìa khóa cách mạng, giải phóng dân tộc, giải phóng cho người lao khổ. Các em thấy không ạ? Một cái luận điểm viết về tác giả. Không nhất thiết là cứ phải Tây Tiến là một trong số những cái thi phẩm Quang Dũng là một, chị xin lỗi, Tố Hữu là một trong những cái tác giả tiêu biểu nhất của thơ ca Việt Nam hiện đại, và đặc biệt là thơ ca kháng chiến. Không phải là cứ chúng ta cứ phải viết theo kiểu là gì ạ, giọng thơ trữ tình chính trị, hay là cả cuộc đời của mình gắn bó với chặng đường cách mạng. Không cần thiết phải như thế các bạn nhé. Ở đây bạn ấy đã chọn một cái cách rất là sáng tạo, đưa ra hai cái nhận định của hai tác giả khi nói về thơ Tố Hữu, và đó cũng là một cái cách viết rất là hay, đúng không nào? Rồi tiếp tục các bạn nhé. Có thể thấy, dù nhìn ở góc độ nào, nhà thơ này cũng gây ấn tượng riêng không chỉ với bạn đọc mà còn với những người đồng nghiệp của mình. Họ trân trọng, ca ngợi anh như cách anh trân trọng và ca ngợi về cách mạng trong suốt những năm tháng mình sống, chiến đấu và viết. Được không ạ? Xong, luận điểm 1. Tiếp tục như sau ạ. Việt Bắc được coi là một trong những đỉnh cao sáng tác của đời thơ Tố Hữu. Bài thơ được sáng tác nhân một sự kiện lịch sử quan trọng diễn ra vào năm 1954. Đó là thời điểm quân và dân ta giành được thắng lợi Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán và ký với ta Hiệp định Geneva, lặp lại hòa bình ở miền Bắc. Đây cũng là lúc cơ quan trung ương Đảng và cán bộ cách mạng rời chiến khu Việt Bắc để trở về với Hà Nội, thủ đô của sao vàng nắng Ba Đình. Nhân sự kiện trọng đại đó, tháng 10 năm 1954, Tố Hữu đã viết bài thơ Việt Bắc. Bài thơ ra đời, trở thành khúc hùng ca, khúc tình ca, được biết bao nhiêu thế hệ yêu thích và trân trọng, gọi đó là đỉnh cao của thơ ca kháng chiến chống Pháp. Ok chưa ạ? Tiếp tục nhé. Là nhà cách mạng, nhưng Tố Hữu lại hiện lên trong mắt bạn đọc giống như một nhà thơ kể chuyện, một nghệ sĩ chuyên viết tình ca. Tình cảm gắn bó với đồng bào Việt Bắc trong những năm tháng sinh hoạt và chiến đấu tại nơi đây đã trở thành niềm trăn trở trong Tố Hữu. Cũng có lẽ bởi vậy mà giây phút chia ly giữa người đi kẻ ở đã được tái hiện vô cùng chân thực và xung động. Mình về mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Mở đầu bài thơ là lời của người ở lại, hay chính là đồng bào Việt Bắc. Trước khoảnh khắc chia tay đầy lưu luyến với cán bộ cách mạng, đồng bào đã không thể kìm nổi lòng mình mà cất thành tiếng để bày tỏ. Câu hỏi được đặt ra một cách trực tiếp về tình cảm của cán bộ cách mạng. Khi về đến thủ đô Hà Nội rồi, liệu có còn nhớ đến chúng tôi hay không? Chữ về nghe sao mà tha thiết bâng khuâng đến thế? Điểm rơi thấp nhất của câu thơ khiến cho người đọc dễ dàng nhìn ra một khoảng hụt thẫn trong tâm hồn trong buổi chia tay đầy bịn rịn này. Đọc một bài thơ viết về những tháng năm cách mạng, vậy mà cách xưng hô nhà thơ sử dụng lại là mình ta. Cách xưng hô thắm thiết yêu thương, gợi nhớ những khúc hát tình nghĩa trong ca dao dân ca. Nhắc đến mình ta là nhớ tới. Mình về mình có nhớ ta, ta về ta nhớ hàm răng mình cười, là không thể quên đi. Mình về ta chẳng cho về, ta nắm vạt áo ta đề câu thơ. Câu thơ ba chữ rành rành, chữ chung chữ hiếu chữ tình. Chữ chung thì để phần cha, chữ hiếu phần mẹ, đôi ta chữ tình. Với cách xưng hô ta mình, dường như Tố Hữu đã đem tất cả những ký ức yêu thương tình nghĩa vào cuộc chia tay của Việt Bắc giữa đồng bào kháng chiến với cán bộ chiến khu. Cuộc chia tay mang ý nghĩa lịch sử trọng đại, bỗng ùa về trong dáng dấp của cuộc biệt ly giữa đôi lứa uyên ương. Cuộc ân tình cách mạng đã hóa thành hàng loạt lời hỏi tha thiết, vừa để dò hỏi, vừa khám phá sự nhắn nhủ của cán bộ về xuôi, vừa để bày tỏ
nỗi nhớ niềm thương đang đong đầy trong cõi lòng mình. Đây cũng là thời điểm phù hợp để người ở lại nhắc về khoảng thời gian 15 năm. 15 năm, nghe vừa xa xôi vừa gần gũi. Tố Hữu đã rất tinh tế khi sử dụng chữ ấy để cá nhân hóa khoảng thời gian này. Đây là khoảng thời gian đã chứng kiến biết bao nhiêu những kỷ niệm trong chiến đấu, trong sinh hoạt của cán bộ cách mạng và đồng bào Việt Bắc. Và đặc biệt thay, đó cũng là mốc thời gian nhắc nhớ về cội nguồn của cách mạng. Cách sử dụng từ ngữ của Tố Hữu thật là đặc biệt. Nói về tình cảm của những người cán bộ cách mạng với đồng bào Việt Bắc mà lại sử dụng tính từ thiết tha mặn nồng. Đây vốn là những tính từ thường được sử dụng cho tình cảm của đôi lứa uyên ương. Vậy mới thấy được chất trữ tình nồng đượm trong tứ thơ của nhà thơ cách mạng Tố Hữu. Chế Lan Viên, người bạn thơ cùng thời, đã đưa ra nhận xét về Tố Hữu như sau. Thơ là đi giữa nhạc và ý, rơi vào cái vực ý. Thời thì thơ sẽ sâu, nhưng sẽ rất dễ khô khan. Rơi vào cái vực nhạc, thì thơ sẽ dễ làm người say, sẽ dễ làm đắm say người, nhưng cũng dễ nông cạn. Tố Hữu đã giữ được thế quân bình giữa hai vực thu hút ấy. Thơ của anh vừa là du người trong tiếng nhạc, vừa là thức người bằng ý. Đọc Việt Bắc, chúng ta càng thêm thấn thía nhận định này. Chưa dừng lại ở đó, người ở lại đã tiếp tục tỏ bày. Mình về mình có nhớ không? Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Vẫn là câu hỏi tu từ nhắc nhớ người đi về tình cảm của người ở lại. Lời ướm hỏi nhắc người đi về nỗi nhớ thiên nhiên và con người nơi đây. Về với Hà Nội, về với đèn đường phố thị, những cảnh sắc thiên nhiên của Việt Bắc nơi đây khiến cho con người có quên đi hay không? Từ nhìn được điệp lại hai lần mang theo lời nhắn nhủ tha thiết. Nhìn cây nhớ núi, nhớ về thiên nhiên Việt Bắc đẹp tươi. Nhìn sông nhớ nguồn, nhớ về cội nguồn của tình nghĩa, cội nguồn của cách mạng. Giống với Tố Hữu, Chế Lan Viên cũng đã từng gửi gắm tình cảm của mình, nói hội biết bao trái tim về những cung bậc trước khi chia xa. Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn. Việt Bắc bây giờ đã trở thành một phần ký ức không thể nào quên với cán bộ cách mạng. Càng nhìn lại càng thấy nhớ thấy thương. Điều này còn được thể hiện rõ hơn qua lời tâm sự của Tố Hữu. Cảnh vật và tinh thần Việt Bắc đã nhập vào hồn tôi, máu thịt tôi, Việt Bắc ở trong tôi. Nếu như bốn câu thơ đầu cho ta thấy tình cảm thiết tha trìu mến của người ở lại dành cho người ra đi, thì bốn câu thơ tiếp lại là lời đáp trả của người ra đi. Đối với cán bộ cách mạng, cảm xúc chủ đạo bây giờ là sao xuyến bồi hồi, bâng khuâng khó tả. Tiếng ai tha thiết bên cồn, bâng khuâng trong giả bồn chồn bước đi. Áo chàm đưa buổi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Tiếng ai là tiếng của ai tha thiết khiến cho lòng ai bâng khuâng, bồn chồn không nỡ cất bước ra đi. Những vần thơ bỉ rỉn khiến cho người đọc cũng cảm thấy xuyến sao theo. Mặc dù tác giả đã bỏ ngỏ phần chủ ngữ, nhưng đọc câu thơ, ta vẫn hiểu được ai là người rối bời bao cảm xúc trong tâm trí. Có lẽ trong giây phút ấy, kẻ ở người đi chỉ có thể cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Dấu ba chấm bị bỏ lửng thay cho bao điều muốn nói, xúc động và nghẹn ngào. Hẳn là trong giây phút này, không có ít người, trong giây phút này, có không ít người đang rưng rưng nước mắt. Lúc gian khó ở bên nhau, giờ hòa bình độc lập lại phải xa nhau. Tình nghĩa sắt son mặn nồng nhưng trong cuộc gặp gỡ nào rồi cũng đến lúc phải chia ly. Hình ảnh hoán dụ áo chàm chính là những người dân miền núi. Tố Hữu đã khéo léo vận dụng hình ảnh hoán dụ này để thể hiện sự gần gũi giản dị giữa quân và dân. Họ không phải cùng một quê hương, nhưng chung một đất nước bị xâm lăng. Trong lòng họ không ai bảo ai, đều chung một niềm tin chiến đấu đến cùng, đập tan quân giặc. Màu áo chàm là màu của bền bỉ, là màu của tình nghĩa, sự nồng hậu thủy chung từ con người Việt Bắc. Tác giả đã sử dụng hình ảnh hoán dụ áo chàm để chỉ người dân Việt Bắc. Và bởi vậy, nói áo chàm đưa buổi phân ly là nói về cuộc chia tay đầy lưu luyến giữa người Việt Bắc với người cách mạng. Mượn hình ảnh áo chàm, dường như tác giả muốn nói đến tình cảm thủy chung son sắt, khó phai mờ của người dân Việt Bắc với chiến sĩ cách mạng. Và ấn tượng đậm nét nhất với người ra đi chính là hành động cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Hành động cầm tay nhau là hành động rất quen thuộc, rất đẹp của những ai trong buổi chia ly. Nó thể hiện tình cảm gắn bó thân thiết và đồng thời thể hiện sự luyến lưu giữa kẻ đi và người ở. Họ cầm tay nhau trong tâm trạng nghẹn ngào, vì thế không nói lên lời. Trong giây phút
chia ly đầy lưu luyến, người đi và người ở mang trong mình biết bao nhiêu những mối tơ lòng chưa thể ngỏ cùng nhau. Chỉ một ánh mắt trao đi là đủ. Dấu ba chấm xuất hiện cuối dòng thơ như nốt lặng không lời, nhưng chính nó lại quý giá hơn rất nhiều lời nói thường ngày, bởi cái cầm tay đã nói lên tất cả những luyến lưu bịn rịn đó. Không phải là không có gì để nói, mà là có quá nhiều điều để nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Câu thơ kết lại đoạn thơ có nhịp thơ thay đổi khác thường. Sự thay đổi nhịp thơ không chỉ tạo nên sự ngập ngừng trong giọng điệu của câu thơ, mà còn tạo nên cái ngập ngừng của tình cảm. Và đồng thời, sự khác lạ trong nhịp thơ ấy đã diễn tả sự khác lạ trong diễn biến tình cảm của kẻ ở người đi. Khái quát nha các bạn nhé, khái quát như sau ạ. 8 câu thơ ngắn gọn nhưng mang bao ý nghĩa. Qua đó ta cảm nhận sâu sắc về tình cảm thủy chung gắn bó giữa quân và dân Việt Bắc. Không chỉ thành công về nội dung, đoạn thơ còn chinh phục bạn đọc ở nghệ thuật và biểu hiện. Và biểu hiện đặc sắc, kết cấu đối đáp, cách xưng hô mình ta, điệp ngữ cùng hình ảnh hoán dụ, từ láy, ngôn ngữ bình dị đậm đà bản sắc dân tộc đã góp phần tạo nên những dòng thơ ngọt ngào tha thiết đặc trưng cho phong cách thơ Tố Hữu. Và chúng mình có một phần kết bài như sau ạ. Tiếng lòng của người ra đi và người ở lại vẫn còn âm vang đâu đây, gieo vào lòng người bao cảm xúc nhớ nhung và yêu mến trước tình nghĩa sâu nặng tha thiết ấy. Lời hỏi cũng đồng thời là lời đáp, lời khẳng định, lời nhắn gửi ân tình giữa cán bộ chiến sĩ về xuôi với người dân Việt Bắc. Chia tay là khoảnh khắc, ra đi là tất yếu, nhưng khoảng thời gian 15 năm ấy sẽ luôn thường trực trong tiềm thức, ấp ủ trong trái tim của mỗi người, để dù khoảng cách về thời gian, không gian có xa đến đâu, thì Việt Bắc vẫn luôn sống mãi trong lòng mỗi người dân, người chiến sĩ cách mạng và trong lòng bạn đọc mọi thế hệ về sau. Được không ạ? Các bạn thân mến, đây là một cái bài viết của một bạn học sinh online ở trong khóa học online của chị. Được không ạ? Chị nghĩ rằng là đây sẽ là một cái cuốn sách rất là cần thiết cho các bạn. À các bạn ơi, có thêm một cái thông tin nữa mà chị Hiên muốn thông tin đến với các bạn. Đó là sang tuần tới chúng mình sẽ chính thức có một cái chiến dịch. Và chiến dịch đó là chiến dịch cùng nhau luyện tập viết mở bài hay. Được không ạ? Chúng mình sẽ có một cái chiến dịch cùng nhau viết mở bài hay. Và chỉ trong vòng 3 ngày thôi, chúng ta sẽ cùng với nhau làm tất cả các cái vấn đề để chúng ta có được những cái mở bài hay nhất. Và đương nhiên là sẽ có những bạn được vào và cũng sẽ có những bạn không được vào. Nhưng mà bản thân chị thì mong rằng là với những cái chiến dịch như vậy sẽ giúp cho các bạn của chị có thể học tốt môn văn hơn này. Và các bạn sẽ quan trọng nhất là yêu môn văn hơn. Bởi vì như chị đã nói cùng với các em ấy, điều quan trọng nhất là gì? Điều quan trọng nhất là các bạn phải yêu môn học đó đã. Khi mà các bạn yêu môn học đó rồi thì các bạn sẽ học nó cực kỳ là dễ dàng luôn. Được không ạ? À, chị đã có kênh YouTube rồi nhá. Kênh YouTube của chị là Học Văn Chị Hiên nhá. Các bạn có thể lên tìm ra và ở trên đó thì có rất là nhiều radio của chị Hiên đấy, audio văn học nữa. Được không ạ? Thế nên là chị mong rằng là bản thân các bạn sẽ có thể đồng hành cùng với chị Hiên trong những cái chiến dịch dạy sớm này. Trong những cái chiến dịch dạy sớm này. Đây ạ, đây là tên sách ạ. Tuyển tập 40 bài văn mẫu trọng tâm nhá. Nếu như bạn nào muốn sở hữu cái cuốn sách siêu to khổng lồ cả về hình thức và cả về nội dung này thì các em hãy nhanh chóng nhắn tin cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên để có thể đặt sách nhá. Ok không nào? Rồi, Triển chị ơi, đúng rồi, chị cũng đang hào hứng lắm Hoàng Ân ạ. Chị cũng mong là cái chiến dịch sắp tới chúng mình sẽ cùng với nhau sáng tạo ra những cái mở bài thật là đặc sắc, thật là hay ho. Và quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất là các bạn sẽ cảm thấy yêu môn văn hơn và có cái động lực để ôn môn văn nhiều hơn. Được không ạ? Bởi vì chị biết là cái phần mở bài đối với các bạn là những cái phần mà các bạn đang rất là băn khoăn, đúng không? Các bạn đôi khi là các bạn mất 15, 20, 30 phút chưa viết ra được một cái mở bài. Thế nên là hiểu được cái khó khăn đó của các bạn, chị muốn tạo ra những cái chiến dịch free cho các em như vậy để chúng mình cùng học tập với nhau nhá. Được không nào? Ở đây thì có rất là nhiều bạn xin một vé. Rất là nhiều bạn xin một vé. Rồi, rất là nhiều bạn xin một vé. Rất là nhiều bạn xin một vé đây. Các bạn ơi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì buổi tối ngày hôm nay, mặc dù là buổi tối nghỉ ngơi của các bạn nhưng mà các em vẫn dành thời gian cho chị. Còn bây giờ thì có lẽ là chị Hiên sẽ phải nói lời chào tạm biệt tới các bạn thôi. Chúng mình sẽ sớm gặp nhau thôi, được không ạ? À các bạn ơi, cuốn này thì có giá là 139.000 các bạn nhá. 139.000 cho một cuốn sách siêu to khổng lồ.
được không ạ? À đúng rồi, chị hay nói thế lắm. Chị hay bảo là: xin chào các bạn, chị là Minh Hiên đây. Và ngày hôm nay rất vui khi được quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần audio văn học này, đúng không? Chị rất là hay nói như vậy, phải không, phải không? Thói quen đấy, thói quen của chị đấy các bạn ạ. Ừ, thói quen của chị đấy. Cuốn sách này có giá là 139.000 nhá, được không nào? Nếu như bạn nào muốn mua sách thì nhanh nhanh chóng chóng nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên nhá, được không? Rồi, có lẽ là ngày hôm nay chúng mình sẽ tạm dừng phần phát trực tiếp tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã dành thời gian cho chị Hiên. Và sớm thôi, chúng mình sẽ quay trở lại để gặp nhau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những buổi livestream tiếp theo nhé. Bye bye!